Xin chào tất cả các bác nhé. Những chiếc cốt 223XL thì được anh em lựa chọn rất là nhiều. Bởi cái đầu tiên là nó giá thành nó rẻ và chức năng của nó rất là tốt anh em nhé. Chiếc này thì mới 100% nguyên thùng nguyên hộp. Và chất âm của nó rất là ok anh em nhé. Chất âm khá là ok. Nó cắt full cắt súp cho anh em. Ví dụ cái bộ dàn của anh em mà chưa cắt full cắt súp được thì nó là một cái thiết bị mà chúng ta có thể chia full chia súp. Ví dụ ở đây thì ví dụ em chia ở đoạn 140 đó, thì cái đường lao này, lao output này, nó sẽ đánh từ 140 về tới cuối cùng anh em nhé. Còn phần 2 nó sẽ từ 140 lên đến tận trên cùng anh em nhé. Đấy, hoặc là anh em đặt ở cái chỗ này tầm 100 đó, ở giữa là 70 và 140 nó là tầm 100 Hz anh em nhé. Đó, thì nó sẽ chia như vậy. Đấy, đây là sẽ đánh từ 100 đổ xuống, còn trên bên này sẽ đánh từ 100 đổ lên. Chia như vậy nó rất là an toàn cho loa. Ví dụ những cái loa full của mình ấy, những cái loa full của mình nó giải tần, nó ví dụ full hoặc lai a dây, nó giải tần nó tầm khoảng độ là 80 đến 100 trở lên anh em nhé. Thì anh em cắt đúng 80 đến 100 là ok anh em nhé, là ok. Đấy, còn đâu anh em cắt hơn thì nó sẽ, ví dụ như anh em để cái loa full ấy, nó đánh xuống thấp quá, ví dụ hai output này đánh thấp quá, đánh tận sâu xuống dưới, ví dụ như là 70 Hz chẳng hạn, thì đánh lâu thì nó sẽ có vấn đề anh em nhé. Nó sẽ tiếng nó cũng không được ấy nữa, nó hại loa là như vậy. Đấy, đằng sau thì tất cả các chân của nó là chân màu vàng hết anh em nhé. Có sum, sum tức là chập hai đường tín hiệu vào để cho nó lực lên anh em nhé. Các mode ste và mono bình thường anh em để ste cho em. Đấy, hai nút này là hai input đầu vào, còn output đó là lao rồi, lao và lao đó là đường súp ra, còn hai là đường súp ra, là đường phun ra anh em nhé. Đấy, rất là đơn giản thôi, nhỏ gọn đó. Giá chỉ 1.400.000 đồng thôi anh em nhé. Con này thì nói chung là nên chơi anh em nhé, nên chơi những cái bộ gia đình, những bộ âm thanh mà vừa phải anh em chơi sự kiện thì anh em chơi con này hợp lý. Giá như em nói chỉ 1.400.000 thôi, nguyên thùng nguyên hộp, bên em sẽ bao ship cho anh em nhé. Rất là đẹp. Đó, anh em cần một thiết bị mà cắt full cắt súp thì đây là một sự lựa chọn. Còn cao cấp hơn thì anh em có thể lựa chọn tới DX480, nhưng con này là giá là 6.000.000 anh em nhé. Con này thì 4 in, 4 đường vào và 8 đường ra. Đấy, con này thì nó đẳng cấp hơn rất là nhiều. Nó là cốt số anh em nhé, tất cả sẽ bằng chỉnh bằng máy tính anh em nhé. Đó, và nó là một trong những con cốt mà bán rất là chạy, giá chỉ có 6.000.000 thôi anh em nhé. Bộ dàn cao cấp thì chúng ta sẽ sử dụng con này, còn đâu bình dân thì anh em sử dụng con 223 này anh em nhé. Giá này chỉ 1.400.000 thôi. Đó, rất là hợp lý cho anh em chơi rồi. Đó, phù hợp với những cái bộ dàn vừa hoặc là những cái bộ dàn mà anh em muốn cắt súp riêng thì anh em dùng một con này cho em. Đi một đường súp, đi một đường tín hiệu vào con này. Đó, và dùng con này để cắt súp, để ra cục đẩy. Đấy, đi một đường súp riêng thì anh em dùng con này là hợp lý anh em nhé. Tức là trên mixer anh em cắm xuống thiết bị đánh phun rồi, thì bây giờ anh em không có thiết bị nào cắt súp thì dùng con này để cắt súp. Đó, thì là rất là ok. Đó, rất là hay nhá. Giá chỉ 1.400.000 thôi. Anh em nào nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên em nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Chào tất cả anh em. Chào tất cả các bác nhá. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.